Rồi xin chào anh em trước bếp. Rồi hôm nay mình có ít đồ nghề linh tinh. Rồi ai cần món gì thì hãy xem kỹ cái món những món hàng mình đăng bán trên đây ha. Giá cả mình báo công khai trên đây. Giờ lựa chọn hình thức mua hàng cho thuận tiện nhất cho mình ha. Thì mình bán hàng từ nào giờ là cũng có một vài cái thôi. Hai cái quy định bán hàng là chính thôi. Thì nhận hàng trả tiền anh em trả phí ship ha. Còn ai có điều kiện chuyển khoản trước mình sẽ đi ship tất cả những món hàng trên đây ha. Đó. Đơn giản nhanh lẹ thôi, thế này thôi anh em. Anh em mới thấy kênh mình thì nhờ chú ý là cái quy định bán hàng cũng mình ha, mỗi nơi nó mỗi khác chứ không bên nào giống bên nào được nha anh em. Thì tiếp theo mình giới thiệu lại mấy cái ly này nghe anh em. Hôm trước thì mình bán cũng 500-700 rồi, 500-700 cái ly, cái mấy cái ly dưỡng nhiệt này rồi. Chung ly này là tuyệt vời ha, anh em mua rất là nhiều luôn. Mình bán một lốc, quên ghi giá rồi. Mình bán một lốc 6 cái như thế này là 390.000 anh em, tương đương 65.000 một cái. Giá bán lẻ là 70.000 một cái cho 1-2 cái ha. Giá bán lẻ ở số lượng ít nha anh em. Còn anh em mua một lốc như thế này là 6 cái là 390.000 ha. 390k nghe anh em. Giá bán chưa bao giờ phí ship COD ha. Trong cái hàng này thì đợt này thì nó về cũng khá nha anh em, vì lại nó nằm trong thùng và phí nó cũng hàng hóa nó cũng hơi cao cho nên mình bán với giá tương như thế này là cũng tương đối rồi nha. Vậy mà cũng gặp một số trường hợp mà mua có vài cái cũng trả giá nữa, đòi ly đẹp thiệt là đẹp không tì vết là không có nha, mình thông báo nói trước luôn không có. Trong hàng này ở đâu thì anh em cũng cái giá này thì chung cũng tương đối rồi. Hàng quá thì cũng một nguồn mà ra thôi chứ không có đâu ra hết ha, không có chẳng khác gì hết, không ở đâu đẹp hơn ở đây và ở đây cũng không, và hàng mình ở đây cũng không đẹp hơn của chúng ta ha, cũng như nhau thôi. Anh em muốn mua đâu mua ha, ủng hộ mình thì mình cảm ơn. Mình nói trước nha, đừng có kỳ kèo mà trả giá những cái mặt hàng này nha, hàng này lời lãi nó rất là hẹp luôn. Ví dụ mình bán một chục đi, mình lời chỉ công cán này nọ còn bán chỉ hơn một cái thôi mà bao đổi trả cho anh em trong trường hợp vận chuyển bị cấn mớp nữa ha, là coi như là quề vốn nha anh em. Nếu mà trường hợp mà một chỉ cắn một cái ly thôi là coi như là mình quề vốn nha, lời chút 10-20 ngàn thôi, anh em thấy cái giá trị nó không có xứng đáng với mình ha. Cho nên đừng có mặc cả với mấy cái ly này nha, ly đợt này anh em thấy nó rất là đẹp rồi. Đây ly này mình gói cho anh em như thế này, quấn keo sơ như thế này một cái cho để như chi cho nó chậm lên, nó khỏi bị cắn mớp tới tay anh em cho nó bị ấy ha. Này là nó bị dính keo hơn chứ không phải là dính xì xước gì nghe nè. Dùng thời gian dành nó sẽ ra chứ không phải nó bị xước ha. Lại inox 304 như thế này là anh em xây xước anh em cũng không bao giờ thấy đâu ha. Khó lắm. Tại vì nó vật liệu kim loại sáng mà. Dung tích của nó là một cái lon bia nghe em 330ml không vật nói nhiều ha. Cái này ly này bán rất là nhiều rồi. Mạng xã hội này thì anh em thấy cũng rất là nhiều rồi. Không có ai mà không có giá nào rẻ hơn nữa đâu ha. Một lốc 6 cái là 390.000. 6 cái 390 nha anh em. Còn nếu mà anh em nào cũng có trường hợp khó mua hàng khó lắm anh em. Rồi ly không có tì vết nữa, không có vừa không có một cái vết xước này nọ nữa. Thì mình nói thẳng luôn nha là ly đó không có, có nước mình tự sản xuất mình xài thôi chứ còn dạng như nhà máy nó bỏ vô thùng như thế này vẫn có cái sự xây xước nhẹ thôi. Chứ không phải là không có ha. Nhưng mà anh em thấy nó hoàn hảo hơn 90% rồi như thế này rồi ha. Cái này mình lấy mình lao ra cái cũng sạch bu nha anh em đó. Anh em thấy ly nè. Xứng đáng đồng tiền anh em mua một lần, anh em khi nào hư mình cho cái khác nha. Đó. Khi nào mà bể mình cho cái khác. Đó. Không bao giờ mà bể ha. Anh em mua một số lượng dùng một số lượng vài chục thì mình anh em khỏi cần phải đánh giá, mình sẽ tự bớt cho anh em luôn chứ không cần ấy ha. Mình lời một chút ít nhưng mà được cái số lượng nhiều. Đó, chứ là nhiều khi một số người mua có vài cái mà trả giá ví dụ 55-60 rồi bao ship COD nó thôi là chia tay nghe, không có chơi. Mình nói thẳng nó mất lần trước đằng năm sau nghe nên để nhắn tin chim nó thôi, nó tốn kém tin nhắn của mình, tốn tiền tin nhắn mình, với lại mình không có bán đâu. Đó, ly này lợi mấy ngàn cái thì anh em nghĩ nó có gói nó cực thêm nữa, nào xốp nào này nọ tốn công nó mất thời gian lắm ha. Anh em có mua dùng thì ủng hộ dùm mình ha. Đây nè, như cái ly này mình ly bãi nè. Đây là một cái ly bãi mà cũ của mình xài 3 năm mình nè. Đó, từ lúc bán đầu ngày tới nay là gần 3 năm tới giờ luôn nè. Anh em thấy nó khác nhau. Không bao giờ mà cái vụ tôm nước ra ngoài nè, y như vậy nè. Ly này mình pha thôi, hồi nãy giờ khoảng hơn tiếng đồng hồ nè. Uống cà phê khoảng hơn tiếng đồng hồ ạ. Cái ly bãi thôi nè. 3 năm rồi nha anh em.
chữ nghĩa thì nó cũng không có gì đích đâu, nó có một cái tem giấy y như cái ly mới này thôi. Anh em nào mà chưa có thì hãy mua nha. Còn anh em nào không có nhu cầu sử dụng thì anh em cứ lướt qua, cứ mua cái nào thì anh em cứ xem, dừng lại xem kỹ món đó nha. Thì đồ nghề thì nó linh tinh, anh không biết ai cần gì ha. Anh em chọn mã và nhắn tin chốt hàng cho mình ha, đơn giản vậy thôi. Mã số 1 này mình chốt số lượng còn 150 nha anh em. Tu vít gốc, hàng này hàng sản xuất tại China nha, nó xuất Nhật nha. Bộ đầu điếu nè, bộ mua vít nè, một cây vít gốc mới tinh chưa sử dụng nha anh em, hàng toàn kho. Chỉ có hàng bãi mới rẻ thôi chứ không có gì. Hàng Nhật mới thì anh em nó mắc lắm. Số 2 100.000 một cái cần điếu 80 ha. Nội điện Nhật. Trong mấy cái này nó hoàn hảo nha anh em, 100.000 mã số 2. Mã số 3 150.000 cũng là y như cái kia nha anh em, nhưng mà cái này nó có thêm một cái đầu này số 12 và tổng cộng là 3 số. Gắn vô đây nè. Đó, 8 10 12 13. Khi anh em không xài số 8 thì anh em rút cái này ra ha, xài số 12 thì anh em để vô đây. Bên đây là đầu số 10 ha. Cũng cùng một thương hiệu kia luôn nha anh em. Y như cái kia nhưng mà cây này nó đẹp hơn. Đây. Đó. Cây này như giờ là như nó không còn nữa gì vậy. Nhá. Mã số 3 mình bán 150.000 ha. Mấy món hàng giá trị thấp thì anh em có thể mua kèm thêm nha anh em. Trên đây thì nó rất là nhiều. Anh em xem kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn cái chuông ha. Thì anh em có quan tâm kênh của mình, mua đồ nghề của mình thì anh em cho mình một like ha, nhấn vào cái chuông đăng ký và nhấn cái chuông để khi mình up lên thì anh em là một trong những người xem đầu tiên ha. Và cơ hội mua hàng của anh em rất là cao ha. Còn anh em xem sau thậm chí một tiếng hai tiếng mình không có tác động gì đến thì một hai tiếng sau thì anh em mua chắc hàng, thì những mặt hàng dạng ưa chuộng thì chắc không còn ha. Mã số 4 mình bán 100.000 hai cái đầu dứt chuyển sang bu lông anh nghe em. Cây này 3/8 và cây này 1/2. Này hàng bãi nghe, hàng xịn sò đàng hoàng chứ không phải là anh em nghĩ là nó không có đóng gì trên đây hết á. Đó. Ở mình có bán cái bộ của Đài Loan thêm một cái đầu tư nó cũng giá 100.000, nhưng mà này hàng bãi cũ nhưng mà còn cũng khá là chuẩn mới. Cái này là nó có đâu rồi? Hôm trước mình bán mấy cái này nè, hàng SK1 của Đài Loan sản xuất này, cũng tương giá, chất lượng cũng tương đương thôi. Không biết còn hay không nữa. Hai cái đầu này hàng bãi ha, còn tương đối đẹp. Sử dụng khó hư lắm nha anh em. 100.000. Cái này anh em có máy vít á, anh em mở để ví dụ anh em dặn ốc á nè, làm ví dụ làm công việc công trình gì đó, anh em dặn ốc thì anh em mới dặn mấy cái đầu điếu này nó rất lẹ ha. Số 4 100k nha anh em. Số 5 100k một con dao. Dao phượt đó nha anh em. Nó có 3 cái nữa nè, bán 100.000 rất là rẻ nha. Chưa vệ sinh luôn nha anh em, một kéo, một cưa và một con dao nè. Phái lịch teo da băng nha. Giá này anh em y như giá là 17 luôn, anh em mua 17 cũng cỡ 100.000 một cây như thế này ha. Đó. Giá rất là hợp lý luôn. 100.000. Anh em có thể mua kèm những sản phẩm khác nha. Một số anh nhiều khi mua hàng sợ tiền ship, sợ cọp vậy đó. Mua hàng sợ không chịu trả ship, cứ kêu bao ship là mình không có bao nha. Sale đây là mình tuyệt đối không bao ship. Giá cả mình cũng cân đối trên đây để giao cho nó hợp lý, để khi nó giảm đi tí xíu để coi như là phụ phí ship sale đây cho anh em rồi. Còn anh em chuyển khoản thì mình đi ship ha. Mã số 6 100.000, mình nay cây này lưu ý cái cây này bám mù luôn nha, 100.000. Cây này là cây dò điện cái gì nè. Cây này mình thay pin vô, nếu sống mình bán từ hơn 200. 100 tới 600V nha anh em. Nói chung là cây này của Nhật nè, nó không có đóng máy Isawan cho ban đầu nhưng mà cái đóng tên của cái thương hiệu cái hãng gì nè. Đây là cái đầu cao su nha. Dò điện anh em, dò điện âm tường này nọ rồi đó. Lưu ý là bán mù nha. Tại vì mình lấy pin ra khó quá ha, mình không biết cách lấy luôn á. Nhớ như gỡ cái này ra nè, lấy pin ra nè, để thay pin thôi. Mà cây này khó sống đó nha, nó không ngập nước về nè, chưa vệ sinh như thế này luôn. Lưu ý bán mù ha. Lưu ý là bán mù, không có bao nha. Đó, anh em thay được thì anh em mua được giá hời ha. Còn dạng như nó sống chết thì anh em có thể thay linh kiện ha. Nó chết thì anh em có thể thay linh kiện này nọ rồi. Cái nào mù nó bán mù ha, cái nào bán bao ha. Đó, số 6 100.000, rất là gọi gọn. Mấy cái này rất là giá trị nha. Ây da da, sao hai cái mã rồi.
ghi lộn hai mã. Cái này số 6B2 kính lắp đi ha. Mình ghi nhầm hai mã rồi. 6B nha anh em, 6B đi. Hai kính lắp này, mã số 6B mình bán 300 ngàn quả, anh em nhắn hai kính lắp qua ha. Cái này bằng kính nha anh em chứ không phải là bằng bằng nhựa nha, có loại nó bằng nhựa nữa. Cái này mình chưa vệ sinh chứ nó đầy nha. Mình gói nó cũng cẩn thận lắm, anh em nào đã mua hàng là mình gói mấy cái đồ nào dễ vỡ thì mình gói rất là cẩn thận. Rồi dù có bể đi nữa mình cũng vẫn đền trả cho anh em nha. Không có đâu nó còn đó hết nha anh em. Mua bán mình nó thẳng là rất là rõ ràng ha. Anh em bỏ tiền ra thì dù 300 ngàn dù về vỡ, đương nhiên anh em phải, anh em không nhận hàng rồi, dù trả tiền trước rồi anh em phải liên lạc mình để nói này để báo mình rồi thì mình thu hồi lại, mình trả tiền lại thôi ha, chứ không có gì hết. Cây này đánh đóng cái logo gì dưới đây nhỏ xíu đây nghe nè. Cái này anh em đi làm không hoặc để vậy anh em sử dụng, cây này nhìn rất là rõ nha. Còn cái cây này không quy mã nữa. 300 ngàn cho hai cái kính lắp này ha. 300 chuyển khoản bao ship mã số 6B. Số 7 số 8 là hai con dao. 200 và 250, hai dao này rất là đẹp nha anh em. Dao này nhìn nó hơi cũ hơn tí xíu, dao này mới hơn, mới ken sờ ben luôn. Đây, lấy hai cây cho anh em so sánh một lượt ha. Cây 200 và cây 250. Cái này hoàn toàn chưa vệ sinh ha. Số 7 số 8 anh em nhìn trên camera mà anh em có thể tự so sánh luôn nha. Đó. Chưa vệ sinh luôn nha. Cây này nó có đen nhiều hơn. Cây số 7 á 200 ha. Cây số 8 250, cây đen nhẹ thôi nha anh em. Chưa vệ sinh luôn nha. Anh em về chùi nó sẽ ra ha. Anh em vệ sinh thấy muốn nha, lưỡi trim mình chưa có xử lý gì luôn ha. Đó. Mọc biết đầy đủ nha. Cây này gần như chưa sử dụng nè, cây này có sử dụng cái ghi cái tên nó lên nè. Đó. Anh em thấy cái cán gỗ đó. Nó xịn sò luôn nha. Còn đen nha anh em. 200 ngàn. Cái này cái lỗ của nó riêng của nó nè anh em thấy không? Mình cứ nghĩ nó hở mình tưởng nó bị lỗi không? Không phải ha. Số 7 200, số 8 250. Chuyển khoản bao ship nha. Số 9 100 ngàn. Đó, hôm nay có những món hàng giá trị nó rất là thấp ha, có 100 ngàn thôi. Cái bộ lục giác nha anh em. Bộ lục giác này mini, tối đa là 5 ly ha, 4-5 là hai đầu bên đây. Và bên đây là 1.5, 2, 2.5, 3. Đó. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng xịn sò không nghe, còn khá là đẹp á, không có bị tròn đầu gì hết nha. Chỉ 100 ngàn, nó tới gọn trong lòng bàn tay. Chỉ 6-7 phân thôi nha nè. Mã số 9 100k, cái độ chơi XK này thôi ha. Không phải nhất thiết các sản phẩm nào nó cũng phải in mấy cái da băng này nọ hết nha anh em. Vì nó những cái nó đó nó không có gì trong đây nhưng mà nó có cái bao bì. Nhưng mà anh em trên tay nhìn cái sản phẩm của Nhật, cái hàng chứ mà hàng chuẩn nó rất là khác với hàng chợ ha. Mã số 10 200 ngàn cũng là bộ lục giác, bộ túi, nhưng bộ này lớn hơn nha. Bộ này khá là chắc à. Bộ này là tới Made in USA là nghe có 200 ngàn thôi. Chicago USA đó 56 1.5. Ô bộ này nhiều ạ. 2 2 rưỡi 3 4 5 6. Bộ này rất là rẻ nha anh em. Hàng anh em thấy không? Hàng xịn sò luôn. Hàng Mỹ luôn. Nó có sử dụng nước thôi anh em, chưa vệ sinh luôn nha, bán luôn. Đây nè anh em thấy không? Dơ về vệ sinh thôi. Anh em vệ sinh lại cho nó sạch ha. Không xét không gì hết. Còn sao nó được. Bên đây 4 cây phải không? 2 4 5 cây. Đây dạ, cái thằng này nó mất đi một cái cây nhỏ xíu rồi nghe anh em. Quên nữa, nó mất đi một cây nhỏ nhất là một cây ly rưỡi ha. Nè. Nó bị gãy nè anh em. Nè. Đó. Lưu ý là nó mất một cây ly rưỡi nha. Chung ly rưỡi cái nhỏ đó cũng ít lắm ha, tại nó nằm trong bộ thôi. Anh em thường sử dụng là 4 3 4 này nọ rồi lên thôi, trở lên thôi. Chứ còn cái nhỏ thì là ít lắm. 200 ngàn cho mã số 10. Khá là chắc nha, mấy anh dưới đây. Mã 11 450 ngàn. Bộ này cắt móng tay nha anh em, rất là xịn sò luôn. Cái này anh em biết sao là chuyên trị để cắt mấy những cái móng dụng, móng cái, móng giò của mấy anh á. Mấy cái móng mà rất là dày á.
Nè anh em nhìn cái thép của ta đó, nhìn nó rất là dày, rất là ngầu nè, ba cái ba kiểu luôn, rất là đáng đồng tiền luôn. Đây, cây này cặp để bo nè, thằng này một cặp nè, cặp xéo nè, này cặp cong giống như cặp xéo, này cũng là cặp cong nhưng mà anh em thấy nó kiểu nó khác nè, đó rất là xịn luôn nha anh em, nhìn nè rất là dày. Chiên trị để những cái móng cứng đó nha anh em, tìm nghĩa dù anh em đang mua 60-70 cây đi, nó có cái lợi thế là nó hàng cũng hàng tốt của mình đó ha, tìm nghĩa là nó bán khoảng chắc 50-60 gì đó, nhưng mà được cái nó bén nhưng mà cái nó mỏng, cắt vô những cái móng dày là vứt luôn, lục kìm vứt luôn lục kìm. Còn những cái này là anh em chiên trị những cái móng dù móng cái này nọ móng cứng á, anh em cắt mấy cái móng này cũng vẫn bình thường thôi, xong mình dũa lại ha. Hàng này hàng bãi Nhật hết nha anh em, nhìn được. Cái này mình nói chung là mình gom để thôi cũng khá là lâu mới có được ba cây thế này anh em, khá là chắc luôn á, nó có cái logo nè, cây này của Sky nè, hai thằng này chắc của Sky nè, làm cái như nhau nè, còn thằng này cũng nói chung của Nhật không à, không có đầu lậu đây nha anh em, không có đầu lô đây nha, nhà anh em thấy nó khá là dày không, móc đây nè, thép không rỉ nha anh em, dày nó sáng trưng gì hoài luôn á. Nhìn cái kìm nó rất là ngầu cũng vậy đó, rất là xịn sò luôn nha, 450.000. cái này kiếm nó hơi bị cực nha anh em, không có đâu, anh em nào thích thì chốt mã số 11 450.000, đáng đồng tiền nha. Mấy cái đồ nói chung mấy cái đồ mà bên mấy spa, mấy cái phụ nữ mấy cái đồ này nó cũng đâu hề rẻ đâu nha, mua đồ xịn đó, đâu hề rẻ đâu, đồ vô thở tóc cây kéo đây 500-700 cả triệu đồng cây bình thường đó. Đi đồ Nhật bán thì kia nó rẻ hơn đồ mới đây. 11 450, 12 là 300.000, còn một cái mũi khoét hai lỗ nha nè, mũi khoét gỗ khoét thạch cao khoét gì đó khoét nha, mũi khoét cái mũi này của spa em nha, sao là của Style em mà thôi, nó xịn thôi rồi nha. Nói chung đồ của Style em nó mắc lắm, anh em nào có xài rồi biết, đúng rồi, đáng đồng tiền mà nó xài nó xịn lắm. Style em mọi người, cái mũi khoan gỗ đơn giản nó mắc tiền triệu cũng có nữa, cái này mà hàng mới nó mắc lắm nha. Mình cũng có tham khảo một số mà hàng mới thì định lấy về bán cho mọi người, nhưng mà thấy nó chát quá bán chắc khó, thôi bán đầu bãi đi cho nó rẻ nha. 2 300, giá dễ xài anh em. Số 13 170.000, hai kiềm phe, cây này của Super, cây này của Hozan, Hozan Gia Băng, kiềm phe này nha, một trong một ngoài, một trong một ngoài ha, đang tham rất là nhỏ khoảng một ly anh em. Chưa được ly nha, để giờ mình dùng trong việc nhỏ đó, 9 gem thôi chứ không chưa được ly nữa. Hai cây này tương tự nhau, được bằng cặp này đó là nó quá tuyệt vời hết nè, nhưng mà đầu cũ mà giờ muốn cũng không được nữa đó. Có thể thời gian sau mình kiếm có, nhưng mà bây giờ có vậy thôi, bán vậy cũng là hàng xịn sò, để cho mình mở phe nhỏ, một trong một ngoài này bóp ra nè, bóp ra có phạm vi khoảng 5-6 ly đó anh em, thấy không, tại phe nhỏ mà. Cái mấy cái mũi nó bằng thép nha anh em, chứ không phải như đồ đây nó bán đồ theo kiểu như nó bằng sắt, anh em bóp cái dục luôn. Nghĩ anh em đầu tư dụng đồ nghề xịn thì anh em đầu tư cái anh em xài bền, còn anh em đang xài như đồ lô đó, đang xài hư cứ chạy đi mua nữa mất thời gian luôn mọi người, chứ không phải. Mã số 14 150.000, một cây cây này là cây cây một cây đồ cây lấy dấu dần cây đồ lỗ âm anh em, nãy giờ mình không có đo nghe, nhiều khi mà không có đo anh em cũng chú ý nha, nhiều khi nằm gọn trong lòng bàn tay thì anh em cứ nghĩ là cái kích thước của nó ha. Hai cây này nó dài khoảng 15 thôi nha, cây này thì nó bị đen nha anh em, của Nhật không à,
cây này có sử dụng rồi hết nha, 150 nha. Mã số 14. Mã số 15 250.000. Đây là có hai cây đột lỗ nè. Nè, anh em thấy hai cây kiểu dáng khác nhau ha. Cây này cái tâm nó nhỏ nó lớn dần ha, còn này nó cái nó chỉ có chừng 2 ly quá. Để mình đo nha. 2 ly nha anh em. Đó. Giờ một cây lấy dấu sắt. 250.000. Mấy cây thứ của mình. 15. Cây này nó tắt ha. Cây này khá đẹp nha anh em. Lấy dấu nè. Lấy dấu này có sử dụng rồi. Chúng anh em về mài sơ lại cái cho nó cái tâm nó nhọn, cái anh em cầm nó anh em gịch nó cũng vẫn được ha, gị lấy dấu vậy, lấy dấu trên vật liệu sắt này nọ, anh em đi như cái combine anh em nó rất là bén, kia anh em mài xử lý lại thêm mài qua đá anh em cho nó tròn nó nhọn cái đầu này nữa. Giờ băng nha, sáng sủa đáng tiền luôn. 250 mã số 15. Có hai bọn nha anh em. 16 120.000 một cái nha anh em. Ngay về được hai cái. Hôm ẩm mình có mấy trăm cái đầu tự động thì mình bán hết rồi ha. Mấy trăm cái mình bán hết rồi. Bây giờ mình có về bãi thôi. Lai ra về tinh tinh đầu tự động ha. Ẩm mình bán nó không có cái chui này. Hôm nay nó có cái chui này, chui đúc luôn ha, cái zin của nó luôn. Nó ra để em bấm dây vô thôi. Để mình đo cái cốt dây nha anh em. Nó khoảng 11 ly ha. Khoảng 11 ly. Tự động ha. Make in ra băng luôn nha. Đó. 120.000 một cái, đầu tự động nó vậy nha anh em. Anh em khỏi cần ấy, cứ nhắn vô, đó. Bao xì nha. Đồ này cực kỳ bền luôn. Đồ cũ của ta thôi mà anh em xài. Muốn hư cũng khó, muốn xì cũng khó nữa ha. 120.000 một cái. Có hai cái nha anh em, 120 cái, mã số 16. Mã số 17 200.000. Cái này là một cái bộ cái này chia hơi. Chia ba nè anh em để dành cho những anh em nào xài dù xưởng xài nhiều hay gì đó. Còn cái này là cái đầu bình thường, cũng là cái đầu hơi mà bình thường nè, anh em thấy không? Nó có ba cái chốt bi nhưng mà anh em phải muốn gắn cái ấy là anh em phải ấy vô. Đó. Ví dụ như cái này anh em đâu có đẩy nó vô được, nó tự động như kia ha. Còn này mình phải rút xuống. Đó. Một đực một cái nè. Hàng bãi Nhật hết nha anh em, make in Japan hết ha. Nè. Trong mình bán mình cũng cố gắng lấy những mặt hàng tốt nhất có thể bán cho mọi người chứ. Mình không có bán hàng chợ ha. Hàng Nhật có giá của hàng Nhật nha anh em, cũng anh em đừng mua với mua hàng Nhật mà với giá hàng Tàu là không có nha. 17 200 rất là xứng đáng luôn nha. Một chia cái này là cũng mấy cái dây nó tương tự nhau nha anh em, giống như nãy mình đo đó. Cái cốt đích đó, đây đi, đo đây đi, nó là 11 ha. Anh em mua dây 12 cứ xích cổ dây vô nữa là ok sử dụng thôi. 200.000 đồng mã số 17 ha. Hai cái nha anh em, cái nào một cái mình nói rất là rõ ha. 18 19 là mỗi cây 250.000 cùng một thương hiệu nè. Máy in ra băng có sẵn cái chui luôn, anh em cứ việc gì mà dùng ha. Anh em chú ý hai cái nó khác, hai cây nó khác nhau nha. Cây này cái cò nằm đây, cây này cái cò nằm đây. Thấy chưa? Thằng này nó hơi bị sượng anh em. Bấm nó không có nhả rồi. Quên để ý cái vụ này chắc có thể là bị sét ha. Cái số 18 này bị lỗi để lại nha nè, để mình xử lý mình bán sao. Mã 19 250.000, cái này đẹp. Có móc treo nè. Đó. Mấy cây này hàng mới nó cũng 400-500.000 một cây nha anh em. Hàng bãi như thế này anh em mua chỉ có 250.000. Bao xì. Nè. Cái này zin của nó luôn nha, chui zin của nó luôn, máy in ra băng. Súng xịt hơi nha, rất mình không nói anh em cũng biết ha. 250. Số 20 180.000 hai cây kìm tút dây. Cái này cũng chưa vệ sinh luôn nha anh em, thấy nó về vệ sinh anh em về cứ vệ sinh thêm ha. Hai cây này cũng mỹ nha.
đồ xịn sò không? Giá rẻ, giá bộ đội luôn. Cái cây này nó có bị chớp răng này anh em thấy không? Đó, nghe cái móng tay mình anh em thấy là nó bị nó cắt bị mẻ tí xíu, nhưng mà phần lưỡi cắt này anh em thấy nó còn rất là nhiều rồi, anh em khỏi lo về vấn đề cắt ha. Để mình cắt thử cái dây điện. Cái này anh em bấm móng tay vẫn được đó nha. Mấy cái kìm này nó bén lắm. Đó. Đó anh em thấy không? Chục cái như một. Mình bán một cặp lý do là hai cây này hai cái lỗ nó khác nhau nha. Anh em xài từ cái dây nhỏ nhất có thể cho tới cái dây 2 chấm hơn 2 chấm à. Thông số của Mỹ nó khác với tụi Nhật cho nên mình lấy dây 2 chấm đi. Đó, anh em thấy không? Lỗ keo sa beng không tì vết. Còn cái lỗ này y như cái đầu kim. Đó. Dây gì cũng tốt được hết luôn. Đó. Rất là nhỏ ha, hai cây 180. Hai cây của Mỹ nè, đó. Nó dơ mà anh em, dục bãi mà. Dưới đây ha. Ngắn gọn nha, chừng 15 cm ha. 180.000 hai cây, rẻ chán luôn. 20-21 170.000 một cái. Hai cái eto nhôm. Cây nào cũng như cây nào vậy anh em. Giá trị tương đương. 170k một cây nha anh em, chứ không phải mình để một đống vậy là hai cây nha. Một số nhiều khi anh em nó có cũng có cái sự hiểu nhầm này ha, nhiều khi mình để ngay cái vị trí đó thôi mà cứ nhận hàng nó sao trên clip mà hai cây thì giao có một cây ha, mình nói rất là rõ nha. Đường kính 38 39 nha anh em, 38 đi. Cái thứ này nó mờ quá. Đây, có cái thước này rất là độc đáo luôn, không biết đo sao luôn á. Cái thước này không biết đo luôn. Lấy cây khác cho nó sáng lên mất thời gian. Mấy cái thước Nhật anh em thấy xịn sò. 40 nha anh em. Đó. Nhôm nha. Cái này dù anh em làm gì đó không biết làm gì luôn, mình cũng không phải cái gì mình cũng biết ha. Dùng trong việc dụ nó anh em xài mấy cái đồ gì đó nó phải để cho nó vừa thép thì nó bị ấy, còn nhôm đó, nói chung là anh em dùng gì dùng ha, có nhu cầu thì anh em mua thôi. 170 mã số 21, ba phần sử dụng nước nhưng còn đẹp nha anh em, hợp kim nhôm của Nhật nha, chứ không phải nhôm ở đây mà kiểu như nồi niêu xoong chảo anh em bóp cái là dúng là không có được đâu, không phải đâu ha. Cái màu xanh cái màu trắng tương đương nhau nghe anh em, cái nào cũng vậy thôi. 170.000 rất là nhỏ gọn và nhẹ tưng vậy, chứ anh em làm nghề thì cần kiếm ra nha. Mã số 22 21 là 170 một cái nghe anh em, 22 150. Cái này có clip trước rồi, bán 160 giờ giảm 10k thôi. Mấy cái này là có lời căng lắm. Kiểm cắt kẽm ha. Anh em cắt kẽm cắt thì có cái cử cho nên anh em bóp không có sát được ha. Muốn lấy sát thì anh em xả ha. Lưỡi rin không cấn mẻ gì hết nha anh em, còn khá đẹp luôn á. Cây này sao hơi rít ta. Nó còn hơi rít nha anh em. Cây này giống chưa sử dụng luôn nha anh em, tại vì hôm trước mình lấy mình cắt thử á, của hit da băng ha. Lưu ý là nó còn hơi rít nha. Ồ. Rít mà rít nặng luôn á anh em. Trong đây nó có lò xo mà sao nó rít vậy? Rất là cứng cáp luôn ha, cái đầu này. Cây sử dụng rồi cái đầu này nó rơ nha anh em. Cây này gần như chưa sử dụng nước thôi. Mà còn hơi rít nha, lưu ý. 150.000. 21 cm ha. 150 nha anh em. 22 23 300.000 một cây kiềm cắt ống của MCC Made in Japan. Cái này cái lưỡi dơ mình vuốt lưỡi cho nó sáng là thôi nha anh em, để coi nó có mẻ hay không ha. Dục là bãi cái lưỡi nó bị đen cho nên mình phải vuốt ra, chứ còn này anh em nếu mà có ấy này nọ anh em tháo lưỡi ra anh em mài đá anh em cho nó bén như lưỡi lam anh em cắt nó ngọt hơn, nhưng mà cái này nó mẻ rồi là thôi ha, tập dụng còn ok. Quên cây này tối đa bao nhiêu? Cắt ống tối đa 42 ha. Cái lớp sơn ngoài thì anh em khỏi tính đi ha, tại cái này vật liệu nhôm anh em khỏi lo.
ở đây quá. Đúng rồi, nó này to mình to 42 nha anh em. Cho mình cắt ống 42 nó lại. Nhanh như là thay vì anh em sử dụng thủ công thì anh em vô lấy cái cưa cưa sắt này nọ, anh em cưa hết, cưa xong anh em phải dũa cho nó qua cái mà ba dớ này nọ ha, cho sạch. Còn này anh em cắt cái anh em cứ để vô anh em dán làm rất là lẹ ha. Cái này nó mất đi cái móc. 300.000 anh em, mã số 23. Thấy mấy dao nó chán lạ luôn ha. Mấy dao này nó sáng quá ta. Trái với mình không có chuyên bán dao nhưng mà mình thấy đi bãi mình gặp mấy dao mình thấy mình mê quá anh em. Bỏ thì nó uổng, nó tiếp gì đâu á. Thấy mấy dao này nó xịn sò. Anh em đã xài dao Nhật anh em biết ha. Nó bén cực kỳ luôn. Mã số 24, 600.000. Này có anh em đầu bếp nào nhảy vô coi mua giùm ha. Còn anh em xài gia đình chắc không có mua mấy này đâu. Cái cây này là hôm trước mình bán 150 để lóc xương thịt cá như này nè, nó dẻo ha, nó là mỏng. Chà, cái cây này nó trái với camera quá. Nó sáng trưng rồi, đó. Bỏ nó qua bên đi. Nè, dao Nhật không em. Dao này nó khoảng một phân nha anh em, chưa có mài nha. Một phân rưỡi nha anh em. Dài thì lưỡi dài khoảng 2 tấc hơn nha, 2 tấc mốt. Đó. Một cây. Cây này cũng mấy dao này thép đen nha anh em, dao này cũng thép đen nè. Khâu đúc nè. Cán nó bọc tới dưới luôn nè. Nó bọc tới dưới luôn. Dao này dao dạng như cũng xài bếp được, gọt cái cây này nó cũng được hoặc là anh em sử dụng trong cái khung sắt gì sắt cũng được. Dao này cũng 1,5 tấc nha anh em. Bản nó là khoảng 2 phân hơn, 23 ha. Khắc kìm, dao rất xịn luôn. Chữ khắc kìm. Cái miếng dây báo đó. Nó ngọt lắm nha anh em. Để mình lấy cái miếng dây báo ha. Cái này để test chơi cho anh em, cho anh em khoái, anh em chiếc sổ cái này về anh em mài theo ý muốn của mình ha. Mấy dao này kia mài bén thì nó bén gì lắm anh em. Cái này mình mài chứ mình cũng không chuyên nghiệp ha. Bén má ơi luôn. Hai cây, cây này dao sashimi nè. Dao bãi nên mình nó về nó đen thui rồi mình chà nó đi nè, cho nên nó còn mờ mấy cái chữ, hai cái chữ trên này nó anh em thấy ha. Đó. Hai phân hơn nha nè, hai phân hơn. Lưỡi dài à. Lưỡi này nó dài nha. Nó dài tới 2 tấc 4 nha nè. 2 tấc 4 nha. Thước mình nó hai mặt nhìn nó khó ha. Dòng trên này nó có rõ nha, rõ tí xíu. Bây giờ mình bén lắm nha, mình này mình mài sơ thôi, mài lấy lưỡi thôi, anh em về mài bộ bén theo ý muốn thôi, mấy anh đầu biết ha. Giá này chắc bằng, không biết bằng giá mới cây này không nữa. Mấy cây mấy dao này mắc tiền nè. Mấy dao mà mình cũng đâu có phải là bở đâu anh em. Ba cây 600.000. Mã số 24, 600 ha. Lưu ý chuyển khoản mới được miễn phí ship nha. Số 25, 450.000. Con dao này dao thép như là thép carbon gì đó, 3 lớp đó nghe nè. Đây, khắc kìm một cái logo Chà Bá luôn. Dao này xịn nha, mỏ bằng. Đây, nó y như 2 lớp, 2 cây, 2 lớp thép nó ghép lại nè nè. Đó, 2 nó thành 1, con dao này khá dày nha. Mình đang xài một con dao tương tự như thế này mà nó mỏng hơn, ví dụ nó bằng một nửa cái này à. Cây này thì nó dày hơn, bén thì thôi rồi luôn ha. Thép carbon 3 lớp, dày hơn gần 2 ly được. Mình đo cái lượt cái bảng của nó là khoảng 45 nha nè. Vừa tầm xài, nói chung dao này vừa tầm xài bếp. Sao cái thước này nhìn nó khó thấy quá.
lấy cái thước này đi nè, nó khoảng 17 ha. Đó, nó khoảng 17 tới cán nha anh em nè, không cắt cán gỗ nha, nó tới đít luôn nè, cán nó chui tới đít luôn, cái miếng tem của nó vẫn còn luôn. Dao này chung còn khoảng trên 80% mới, 3 lớp thép carbon. Cái này mình mài đi vẫn được, nên em mài đi bớt đen cũng vẫn được, hết cái đen này luôn cũng vẫn được, nhưng mà để như luôn mình mài dưới lúc bén là được. Dao này bén, nó bén kinh khủng lắm nha, này sắc đoạn nó phê lắm. Mình cũng là đồng thời mình mài mấy con dao này luôn, nhưng con dao này khi mài nó đã hay đâu. Dao này nhiều kênh, mình thấy nhiều kênh chiên bán dao luôn, thậm chí cái giá nó hơn cái này nữa nha. Giấy báo mà anh em thấy không, chặt chứ không có mà cắt nữa. Dao này cực xịn luôn, nó dạng cũng xịn thôi anh em, chứ không phải là dạng cực xịn, xịn nó tới mấy triệu cây là 25 450. Sản dao này nó sướng lắm. 26 cặp dao này bán 350. Cặp dao này dao Đức ha, Suling. Đã qua sử dụng nha anh em. Suling dạng mini. Nè, cái này sử dụng rồi nó còn mờ mờ nè anh em. Cái này người sử dụng nó sử dụng nó lấy cái dụ nó vệ sinh nó lấy gì nó trà, cho nên cái mặt này anh em nhìn thấy nè. Đó. Hình hai người ta ha nè. Hai cây này cán cán nhựa nha, cán nhựa bên đây khác, cán nhựa bên đây khác. Đó, với cây này bị chớp nha, dầu cái này cái không có ảnh hưởng gì tới cái cán dao nha anh em. Nó tán ba con tán nè, thấy hai cái lớp nhựa, nhựa này khác ha, với nhựa này. Cán này chui nè, chung 350.000 cũng sử dụng được anh em. Hai dao mẫu dao khác nhau ha, mẫu dao đem bầu này nhỏ. Bén lắm nha anh em. Dao này mà chưa bén. Test chơi cho anh em thôi, báo nha. Muốn cắt giấy báo như thế này anh em phải mài, phải gọi là bén mới cắt được. 350.000 mã số 26, 2 cây. Anh em là chưa xài, anh em một lần giờ xài là anh em có ghiền luôn mấy dao đó. Mình nhờ, từ lúc mình biết sử dụng mấy dao này là dao chợ là không bao giờ mình mua ha. Mã số 27 450.000, một dao bếp, một dao dùng dao chi luôn, dao trái cây cũng được ha, anh em này sắc thịt cũng được. Nè, cắt chìm nha. Còn dao này dao cũng dạng dao xịn sò nè, anh em thấy cái lớp vân dưới không? Đó. Còn cũng khá là đẹp ha. Thép moly D5 nghe thấy hai ba lớp thép nè, cũng cắt giấy chơi cho anh em ha. Cặp này 350.000 nha anh em, cũng khá là dày nè, dao này cũng khá dày chứ không mỏng đâu, bén lắm. Ấy xong mình đo sao nha, đó cắt chơi mọi cái thôi. 15 rưỡi ha. Nghe các bạn đo mấy cái thước, nghe nó khoảng 4 nha nè, khoảng 42 ha. Còn thằng này do gọt trái cây mà cũng vừa tầm xài, nó khoảng 14 cm nha anh em, khoảng 14 cm ha, ngang nó khoảng 3 cm. Cặp này bán 450 nha. Hết đọc nha, dao này nè, mình có mài ra nè anh em, không có cũ lắm nha, cũng không mới lắm, rất là ngầu. 450.000 mã số 27. Tiếp theo mấy dao rừng anh em cần nào thì mua cái đó thôi ha, không mua thì anh em bấm đúp luôn màn hình, anh em tua qua nó lẹ hơn ha. Còn mình quay mình đã giới thiệu kỹ càng cho anh em mua hàng ha. Mã số 22, 220.000. Dao rừng mini dài
33 ngang chứ, ngang 33 ha. Đang tắt gửi 50. Cây này không đẹp lắm, có tiếc là để bãi anh em bị mất nước á, được để cho bị sét bị rổ ha. Mình chỉ đánh ra thôi, anh em vuốt cái lắng lừ kiểu như nhìn nó không đẹp thôi. Yosuna vậy đó ha. Nó khắc laser đây anh em, mà chữ nó bị oxy hóa rồi. Mình chỉ vệ sinh sơ thôi. Cái tem này vẫn ấy luôn. Trọng lượng nó cũng không có lớn nè, anh em chặt mấy cây nhỏ nhỏ thôi, có 2 lạng 6 à. 220 nè ha. 2 lạng 6 à. Tổng chiều dài nó khoảng chưa được 3 tấc nữa nè. Có 2 tấc 8, 2 tấc 9 nè. 2 tấc 9 nha. 220 ngàn chuyển khoản bao ship. Mã số 29 350. Nó cũng là y như cây kia. Ồ, cây này nó có xài rồi nha anh em. Nè, anh em thấy không? Lấy cây này nó đóng nè, nhưng mà cái đường cây này nó còn khá là sáng. Với lại nó bị cắt như mẻ nè, mẻ tí xíu nè, mình để cho anh em về tự xử lý luôn. Stylus spell ép công dĩ. Nè, khắc là xe nè, thấy không? Kiyosuna vậy đây, giống này quá nè. Nè. Cũng là anh em nó luôn nha anh em, thằng chữ trắng thằng chữ đen. Đó. Thằng này có đóng style detail, thằng này không ha. Được cái thằng này có bao da luôn. Tại nó cũng đẹp hơn. Có đóng nha, nè. Cái này mình bán 350 ngàn. Khá là chắc ha. Cái bao da cũng còn khá là đẹp. Tương tự như cái cây số này nha anh em, số 28. Cái này số 29, 350. 30, 450 ngàn, trọng lượng nửa ký luôn. Rất là làm tay, vừa nửa ký là vừa cắt, vừa chặt nha anh em. 50. 17 ha. Ủa này có thông số rồi, 165 nè, lưỡi 165, tới cán 17 đúng rồi ha. Đẹp thì không đẹp. Không đẹp xuất sắc. Xuất sắc thì chỉ có hàng mới thôi ha. Mặt sau nó bị sét hơi rổ nhẹ nghe nè. Này mình mài sơ chưa có mài ấy ha. Vậy là ok rồi anh em ơi. Nửa ký. Trọng lượng nửa ký nha, 165 cũng còn khá được nè. 450 nha. Anh em thấy em chà cái lớp đánh ra cái lớp thép nó nhìn nó đã sao đâu. Có điều để bãi cho nó bị mất nước nó rõ nhẹ phía sau. Về mài lại nha anh em. Cây này như thép hai lớp đó. Nè anh em thấy không? Thép hai lớp là thép cứng lắm nha anh em. 450 mã số 30. Cây này 500 ngàn. Zin, cây này đẹp hơn nè. Ủa chữ nó nhìn anh em nhìn cái chữ nó không cũng ngầu nè. Đó. 165 luôn. Nè thấy không cái dàn chữ nó nè. Cây này cũng để bãi ổn ổn quá làm cho đĩa để vì rổ mấy cái mặt lưỡi nè. Nhưng mà độ bén thì anh em khỏi chê rồi ha. Dao này đẹp hơn dao kia ha. Nè, cái mặt này nè, sáng trưng luôn nè. Giờ nó để bị sét cái này anh em, cho nên nó bị rổ nha, phía trên này nè. Nhưng mà anh em không hết rổ, anh em mài đi cũng vẫn được ha, cho nó bằng lại thôi. Nhưng mà cái đường nó thép mất đi thép mình đương nhiên nó thép mỏng lại. Cái này bán 500 ha, cũng là 165. Cái này nó bọc để cầm cho in tay nè anh em. Rất là chắc nha. Cái này đẹp á, tương đối được á. 500 ngàn cho mã số 31 nha. Chuyển khoản bao ship nha anh em. COD không bao gồm phí ship. Để làm cốc cà phê nha. Nãy giờ mình quay hết cùng khoảng 4 mấy phút nè anh em thấy không? Cũng là một cái ly cà phê, có ly dưỡng nhiệt. Ủa, đúng rồi, ly cái cốc dưỡng nhiệt, inox dưỡng nhiệt. Cái này mình chỉ có một cái hàng bãi cũ xài 3 năm, còn hàng mới, anh em thấy không? Xứng đáng đồng tiền hơn, 6 mấy ngàn cái thôi. Anh em xài khi nào hư lên mình cho cái khác luôn. Anh em làm sao cho nó bể thì mình cho rớt bể như này nọ đi. Mua một lần thay gì liên miễn anh em xài một cái rớt vứt mười mấy ngàn đó. Còn này anh em thấy không, rớt lụm lên xài tiếp. Đãi quá này nó ít hao đá nữa, rất là chắc.
32 200.000 một cây cờ lê 2 số 17 19 ha. Cây này như có sử dụng nước hay là chưa sử dụng quăng bãi luôn nè. Còn cái tem giấy của nó luôn nha anh em, chữ Nhật nhóc luôn. Đó, 17 19 ha, 200.000. Cái này mình nhìn trên tay mình nhìn thôi mình khỏi cần này nữa, mình cũng biết là cái này nó hàng sản xuất cái nước thứ ba rồi ha. 17 19 hai con số lớn. Ngoại hình còn tương đối được, đẹp. 17 19 ha. Bán 200.000 mã số 32. 33 250.000. Cây này cực kỳ ngầu. Quên nữa, mình cho anh em xem hai coi hai cây cờ lê này nè, hàng Nhật với hàng Mỹ ha. Cái hàng Nhật nè, anh em thấy không? Cây này là hàng Mỹ nha, nó nặng hơn thằng này. Roto Made in USA. Rất đáng tiền hơn. 5/8 và 3/4. Như 3/4 như nó 19 hay gì vậy? Để mình đo luôn coi. Mình hơi ngu cái này. Đúng rồi. 3/4 là 19 anh em, 20. Và anh em dặn ốc 19 á. Đó. Còn này là 5/8 là như chắc 17 quá. 16 rưỡi. Đó, chính xác không? Đúng là 16 rưỡi. Anh em xài đồ Mỹ thì anh em mua cái này ha, hoặc chơi sưu tầm cũng được. Có bị đen nhẹ tí xíu nha này. Đó. Này anh em nhìn nó nha. Anh em thấy cái được cái kêu không? Tách 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 tách, cái tiếng kêu đặc trưng luôn đó, cực kỳ đã, tiếng kêu rất là đã. Tiếng kêu rất là thanh luôn. Còn này nhỏ khác biệt nhau rất là rõ luôn nha anh em. Cây này nặng đầm nữa, chiều dài khoảng găng tay mình là khoảng 2 tấc đi. Made in USA đây ha, Roto 250 nha. Rất đáng luôn. Mã số 33. 34 450.000. Cây này gần như mới. Cây ngõ lết tự động. Một cây này giống chưa xài luôn á anh em. Cây này sản xuất cho thị trường Mỹ ha, US Bass Gia Băng. 8 tới 200 mm. Cây này dài khoảng 2 tấc hơn nha anh em. 2 tấc là 5. Chứ mình nhìn qua đây thì đo gì đó, khoảng hơn 2 tấc chứ nó chính xác 2 tấc là nằm đây. Chính xác 20 là nằm đây ha. 20 đến 5. US Bass 11/16. Cây mỏ lết. Sao này nó hơi bị cứng nha nè. Sử dụng sao ta? Cái này mình thấy mới quá, mình lôi lên bán luôn nha anh em, không cần vệ sinh luôn á. Để coi có xả ốc gì không đây. Lâu quá bán, gặp mấy cái này bán thì bỡ ngỡ luôn nha anh em. Nhớ kéo lên kéo xuống thôi anh em ơi. Này mỗi lớp kiểu dạng nhanh á. Wow. Cái này để mình xử lý sao ha, ai mua mình xử lý sao, ok mình mới gửi hàng ha. Còn rất là đẹp như chưa sử dụng luôn. Chắc có thể lâu quá không sử dụng nó rít thôi. Anh em thấy có đầm thao trong sáng ngời luôn. Này để em chút mình xử lý liền ha. Để mình quay xong mình xử lý ok luôn là mình bạn mới là mình ai mua mình chốt ha. Còn nếu anh em chốt mà không được là mình bị lỗi hay gì đó mình sao không chốt ha. Đó, bán anh em rồi anh em phải xài được chứ không thể nào bán anh em 400-500 ngàn một cây như thế này mà không sử dụng được ha. 34 450. Mới kia này không có lý nào lỗi hết á. Để mình xử lý sao. 35 350.000 hai cây clay dana, cây 2 tấc, cây 2 tấc rưỡi, răng cỏ ok. Cây này lợi hại lắm nha, ai có thể là kẹp ống tròn được nó. Cây 2 tấc, cây 2 tấc rưỡi, da băng hết, cây xinh, cây cây của tớp. Cây này dính sơn nha, cũng còn đẹp nè, xinh cây da băng, có da băng hết. 2 tấc 2 tấc rưỡi, sử dụng ốc lớn hơn thì anh em có sử dụng cây này. Cây này bị đen phần phía ngoài này không có gì hết, chấp nhận được. 350.000 mấy cây này chứ cực kỳ lợi hại.
nhỏ tới lớn. 350 mã số 35. Wow, sao nay quay mất thời gian. 36. Ủa quên, 36 là cái kéo các con này bán 450 nha. Cây này nó bị mất đi cái cán nha anh em. Anh em chung cái này, cán này rất đơn giản, anh em kiếm ống gì đó anh em lồng vô cho cầm yên tay thôi. Cái kéo này rất là xịn nha, có trợ lực Mitsubishi này, nó dày. Độ mới thì còn khoảng 80% đi. Này này, cái vẫn người sử dụng nó gắn thêm một con ốc ha. 450 nha. Cái này cầm hơi sượng, chắc có thể do máy ốc này siết cứng nè. Lưỡi riêng không có hề hẳn gì hết nha. Chưa có mài đâu, nên muốn mài lấy tháo ra mài thôi, giống gì hết. Ốc này nó không ốc chết nha, ốc này ốc sống hết nè, gỡ ra được. Cái kéo này mới 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Kéo này rất là ngầu. Dài 25 hơn ha. 450. Cái này hàng độc nha anh em, lâu lâu mới có. 36 450 nè, anh em nhìn kỹ ngoại hình nha. Lưỡi rin nó khá là dày. Chứ mấy cái này khỏi phải test nha anh em. Chơi cũng phải cắt cái này. Cái giấy báo này nó mỏng quá đi. Chứ mà lưỡi rin không ảnh hưởng nha, thích chỉnh. 450 nặng lắm nha. Nó khác xa với mấy cái kéo này lắm. 37 280 ngàn một kéo, cũng là Mitsu. Có bị xây xước đây nè ha. Có xử lý lưỡi. Lưỡi nói chung mài cho nên về sử dụng luôn khỏi cái ấy hết. Đeo thôi chứ có rõ nha nè. Đeo thôi, đồ bãi mà. Không cũ là không phải đồ bãi ha. Lưỡi cắt là ok, khích chịch nha nè, khỏi lo mấy vấn đề mà không cắt được, khỏi test nha. 208 ngoại hình đây cũng còn tương đối có đen lắm chấm nhẹ nhẹ thôi chứ không phải cũ quá. Tiền nào của nấy nha, mới thì bán theo cái giá khác. 208 mã số 37. 38 208, cây này bị bơm hàng nha. Cây này vừa rồi mình bán cũng là 208 nè, bán cho một anh khách ở Đồng Nai. Không biết sao rồi mà shipper gọi hoài không nghe, hẹn hò 3 lần là nó sẽ trả về ha. Cái này là anh chưa coi nó nghe, chưa tới tay đó. Không phải là nó bị lỗi gì mà anh không nhận. Do điện hoài, hẹn hò hoài. Đương nhiên là nó có cái mức nào đó thôi, dù shipper hàng quá ta dù điện cho anh giao cho 3 lần thôi chứ đâu thể nào hơn nữa ha. Chung mấy anh khách này mình sẽ không bán một lần nào nữa nha. Bơm hàng thì mình mất tiền một lần thôi, mất cái 50 ngàn ship đi ship về thôi. Cây này 38, 208 nha. Cây này của clip nào anh quên rồi. Mấy clip trước cũng tương tự như cây kia thôi anh em, cây nào cũng như cây nấy, cũng xử lý lưỡi nha anh em ha, cắt này khỏi chê nha. Chứ mấy này anh em làm cắt mấy ton nhà, nói chung ở nhà mình nên có một cây nha, vừa tầm xài, không cắt ton mà dày quá ha. Quên, 38 nha, 208 để cho một cái hộp này luôn. 39 350 cặp mẫu lết Jisuke Toyota, cây 2 tấc, cây 2 tấc rưỡi nha, mua cặp cháu rẻ nha anh em nào chưa có mua lết thì hoặc là chưa có mấy cái size này thì anh em mua ha. Nít da băng Jisuke chứ, da băng ha, đẹp thì không đẹp lắm nhưng mà được cái nó sử dụng ít lắm anh em, mỏ mép nó rất là đẹp đó. Cây Toyota này cổ nè, cái mỏ này anh em ha, thép đen nha, 2 tấc, 350 nha một cặp nha. Mã số 39. 40-41 cũng vậy nha anh em thích cây nào anh em mua thôi, bộ nào anh em mua đó thôi, cái nào nó đẹp tương đối như nhau hết, mình cho mình khiếp cái mỏ cho anh em xem thôi ha. Cây này Teledon, cây này xin cây rồi, điện nhật hết, da băng hết nha, mỏ mép này anh em thấy cắn nhẹ thôi đó. Rất là khách xem, không đẹp tương cũng tương đối nha, không tệ không gì hết. 350.000 cho cặp này cũng đáng tiền nha anh em. Anh em trong nhà anh em nên có một cặp, chung một con số đồ này siết, càng siết nó càng cứng chứ không phải như đồ này siết nó được. 350-41 cũng vậy, có 3 cặp nè, bán cho 3 người. Tohokuki, cây này của Tút, da băng,
zip nội địa Nhật ha, cây nào bộ nào như bộ máy tương đối hết, loại teo da băng, cây này trong hết, cây này tốt, mỏ mép này, cây này bị nổ rơm tí xíu không bị gì hết, được cái mỏ mép ít sử dụng lắm anh em, chung đẹp tương đối vậy mình lấy nhìn bán cho anh em, về giá cả nó cũng thấy rồi, một cây mỏ lết mới như thế này tầm cũng là 300-400 một cây, cây nhỏ thôi, còn mấy cây này nó phải hơn nữa, đầu bãi thì nói chung nó rẻ hơn nhiều rồi, 350 cho hai cây, 42 320.000 một cái thước cặp, cây này nhỏ nhỏ xinh xinh anh em, một tấc carbon teo, cây này có mô đen của nó, cây này nãy mình đo nè anh em, cây này nó dính cái nhựa gì nè anh em, về gỡ ra thôi à. Một chọc đầu ok, mấy cái này đồ hệ mua đâu rẻ đâu nha anh em, bán vài chục bán cho có này có nọ hơn chứ không phải cái nào đâu, bây giờ đồ họ bán cũng khá rác lắm ha, mỗi bãi nó bán mỗi giá nữa, bãi thì bán cái giá coi tương đối chấp nhận được, cái bãi thì về nói giá cái là mình bỏ đi luôn á, mắc hơn mình bán nữa. Đây không hay về mấy cái thước kia Mitutu vô này nọ rồi linh tinh hết, còn cái thước này nó không đóng cái thương hiệu gì hết à, mà đóng cái có cái tem Nhật của ở đây nè phía sau nè. Chung sử dụng gia đình ok, nhỏ nhỏ thì anh em dùng cái này là rất là xinh luôn đó, 15 ra đây nó tới đo kim khoảng 3 phân nữa nha anh em, 15, 16, 17, 18, 19 ra 4 phân nữa, đo tới 19 luôn á phụ huynh đó, cái phần này nó ra tới 19 luôn nè, à nó đâu đó mà đo được chỉ khoảng cách này thôi, để nó còn gì trừ hao cái phần này thôi, cây đo sâu vẫn còn ha. Đây, ok, về chắc đầu viên cái gì cũng viên đẹp cực kỳ, về vệ sinh theo ý muốn, 320.000 chuyển khoản bao ship. Đây tiếp theo còn mấy mã nữa nha anh em chú ý xem ha, cưa nè có nè, anh em thích nào anh em chốt ha, móc lớp nè anh em nào muốn mua cái nào thì tua qua món đó mua xem cho nhanh ha. Đây hôm nay có mới một khoan tầng ha, anh em nào thích thì mua nha, đây nè giá cả mình đo cho anh em xem trước rồi anh em xem cái gì mà nó mắc dữ ha, 43 250 một cái mũi khoan của Mỹ, nhiêu đây ha, đó cái phần trên đây nó bị gãy cái tí xíu, mình mà có mài lưỡi trên chóp đầu lại nha anh em, có mài cái chóp đầu lại ha, nhỏ nhất là nó cho mình cái phần này là khoảng 6 ly, lớn nhất phần này là 21 ly ha, 21 ly hơn đó, 22 ly quá, không có để thông số ở đây. Rồi. Lưỡi khoan Mỹ nha, em thấy không? Khá là chất, thép đen ha, 250.000 mấy mũi khoan tháp này anh biết là giá trị của nó rồi ha, 250 mã số 43 44 302 cái, đây nè cái này chưa vệ sinh luôn nha anh em, một cái mũi khoan tháp, cái này nó có đóng chữ trong nè anh em ơi, có đóng chữ trong, bây giờ nó dính đen đen nè, nhưng mà còn xin nó luôn nha, bắt đầu đầu đeo ha, với lại cái mũi này mũi khoan này mũi dép hay gì mũi dép à, mũi dép sử dụng chung ha, cái này để cho nó dép tam giác như thế này là lục giác như thế này để cho mình kẹp cho nó cứng cái này, đầu cứng nó có nhỏ nhất đo luôn đi, giờ chụp kiếm cái chữ hơi khó quá, 5 ly ha, lớn nhất đo đây nha 16 ly, hai cây này tương đương nhau à, đúng rồi nè 16 ly nè, đó, mũi giác mũi khoét ở mũi phân tành 300.000 cái mũi khoan vàng thì anh em biết như là
nó tốt hơn cái mấy mũi khoan đen rất là nhiều nha anh em. Như cái phôi thép nó ra sao đó, ở một có anh nào chia sẻ với mình, mình không có chuyên lắm, nhưng mũi khoan vàng nó mắc hơn rất là nhiều. 300.000 hai mũi bấm chết cha lại ghi nhầm mã đó. Mình đi bán mũi khoan này 700.000 để khỏi ghi mã luôn. 44 ha, mũi khoan này 700. Mũi khoan to đùng luôn, tối đa 38 ly. Cái này cũng dơ nghe, mình không có máy nữa, mình rửa tay sơ thôi nè, lau sơ thôi nè. 12 ly nè, nhỏ nhất là mấy ly đây? 6 ly. Nhỏ nhất 6 ly. Đó, về vệ sinh ra mới chan xà beng luôn nha anh em. Chưa sử dụng luôn. Đó, anh thấy chắc đầu là anh em biết ha. Này dấu xít hay dấu gì đây? Đó, dấu xít hay cái gì nè. Đó. TKS638G. Về rửa cái nó ken xà beng như mới nha anh em. Đây có xét nhẹ này ha. 6 ly cho tới 38 ly nó to đùng luôn nha anh em nè, anh em thấy không? Khá là ngắn. Cái mũi khoan này anh em mua 1.000.000 một cái mũi mới chứ không giờ rẻ đó, hàng xịn ha, còn mấy nó hàng chợ là mình không có so sánh được. Anh em chú ý kích thước à. Đó. Anh em nào xài lớn thì anh em mua cái này, y như là có một bộ mũi khoan vậy đó. Nhưng mà cầm cái mũi khoan này khoan lên nhìn nó khá là ngầu và chắc. Cho coi lại nha, tại tới 700.000 rồi. Đâu à? 700 ha, khỏi mã đi. 700.000. 700 nha. Khỏi mã anh em cứ chốt mũi khoan 700, thích thì chốt ha. Mã số 45 200.000. Cái móc lớp này nói chung là rất là quen thuộc ha, móc lớp Honda dài. Dài khoảng 24 á. 23 hơn. Ngon lành cành đào nha anh em, mấy món hàng này cũng như là anh em đang săn rất là nhiều ha. Nhanh tay thì còn, ngang chậm tay thì hết, có một bộ duy nhất thôi, cái Hozan, cái ít ruột đó. Món lớn Honda nhà ai cũng có Honda ha, bể bán anh em lôi nó ra tự xử lý. 46 350. Cây này nó có 4 tấc 3 lần nha anh em, móc lớp ô tô xe tải ha. Con xài 3 tấc như 3 tấc 6 nữa, ngắn cái này nửa ký con cây nha. Cây Aura, cây cái logo gì thì không biết đây. Ít gồ. Đó. À rồi teo không à. 4 tấc 3 nha anh em. À rồi teo. Tương đối đẹp ha. Nè, chốc đầu. Móc lớp ô tô xe tải nha. Anh em xài gia đình anh em chốt nhanh cặp này. 4 cặp này 350 nửa ký cây. Trọng lượng nửa ký nha, dài 4 tấc rưỡi. Tiền nào của nấy nha. Có size nhỏ thì bán giá nó thấp hơn. 47 300.000 một cái cưa Kamashi, kén cũng còn tương đối đẹp nha, made in Japan. Cái này mình thay một cái lưỡi ARS còn cực kỳ bén vô đây, nhưng mà cái chót đầu nó bị gãy đi tí xíu. Đó, nó gãy cái chót đầu thôi nha anh em. Nè, cho anh em xem luôn nè. Cái này cũng bị gãy cái chót đầu này. Cái này lưỡi cho kèm, lưỡi riêng của nó mình cho kèm theo. Đây. Nó gãy đi một có một răng à, răng ở chót đầu thôi. Nói cái lưỡi này không cũng đáng tiền mà khá là chắc nha, y như cưa gâm bôi thôi. Kamashi này là xài chung lưỡi gâm bôi được nha anh em, như lưỡi gâm bôi cái lỗ này nó hơi rộng hơn thì phải, nhưng mà xài lưỡi ARS thì được nè, ok nè, cái lưỡi này cực kỳ bén nha, cái lưỡi riêng của nó nè, đi lục rồi, đi lục anh cho anh em về vỗ lại anh em dùng nha, coi như là hai lưỡi 300.000 cũng khá đẹp nha chứ không có xấu. Cái màu nó màu xám ấy nha anh em, nó có cái màu đi tí xíu đó, không bị xét ha. Đó, 2 tấc 1 nha, 300 chuyển khoản bao ship, có cái lưỡi dự phòng nữa. Giờ anh em mua cái lưỡi nó bằng cái cưa rồi. 47 48 250 một cái cưa gờ sao Tajima, về rửa thêm nha anh em, nó còn bị dính hồ dính nấy ở dính đất luôn nè, cán đẹp ha, không xét nè.
lưỡi xét nè, lưỡi thì bao bén luôn, nó còn cái xanh xanh trên chóp đầu anh em thấy không? Đó, lưỡi nó đen thôi, nhược bại nó đen thôi, bén thì thôi rồi nha, y như mới vậy. Cái này khả năng nó cứ lướt rồi nó dục luôn nha anh em, cái chóp đầu vẫn còn nè, vẫn còn cái thép xanh lưỡi mới, như lưỡi mới vậy đó. 250 ngàn, 48 chuyển khoản bao ship nha, rửa ra đẹp lắm nha nè, cây này thì rửa ra đẹp á. 49 300, mình tuyển chọn cho cái lưỡi mới này. Tajima máy in sa băng nha, còn chữ máy thôi, mất đi chữ in sa băng rồi. Lưỡi nè, lưỡi này như lưỡi kia nghe, lưỡi kia nó bị đen rồi, cây này lưỡi này y như chưa dùng đó, bén thì khỏi chê nè, để cho anh em không bao giờ đẩy cái tay đi được đâu. Có điểm cái cán này nó bị rơm tróc đi phía ngoài, nó lòi cái lớp y như màu đồng này nè, nó cũng sáng sủa ha, rồi coi nó thì bong lên nè, chữ dục bãi nè, cán thì đẹp, rửa cái cán này anh em rửa cũng y vậy thôi. Cái 250 lưỡi này, lưỡi nó mới với lại nhìn nó sáng sủa hơn thì là có lấy ha. Lưỡi 2 tấc mốt nha, cưa này anh em cưa phê lắm, bén lắm, cưa tóc lẹ lâu lục. 400 ngàn, mã số 51 50 400 51 400, anh em muốn mua nào mua. 50 400, cái lưỡi này, cái lưỡi riêng cho thêm cái lưỡi lục gươm bôi 2 tấc mốt nha. Cái này nói chung là hàng cho thêm, cho rời, cho theo. Lưỡi lục thì khỏi coi đi ha, không có mẻ cái răng nào, có gãi răng nó gãi đi khúc khúc một tí tí ha. Về vỗ lại dùng được nha anh em, cái thép của thép gươm bôi nó trâu bò lắm, nó cứng lắm nè. Cái cán nè anh em mới gian xà đen luôn, giờ mình gắn một cái lưỡi tút chim mấy cái da băng mới 100% chưa xài. Này là lưỡi chưa xài nha, nằm trong hộp luôn. Như mấy clip trước mình có bán mấy cây cưa lưỡi 2 tấc 4, nó cũng là cái lưỡi này nè anh em, mình bán hết rồi, chỉ về mài tí xíu trên chóp đầu này là gắn vô gươm bôi thôi, không có khác gì hết. Lưỡi mới 100% nha anh em. Cái này mình còn một ít lưỡi mới nhưng mà không có bán lẻ nha, này để dành mấy cây cưa cũ bãi anh em thay qua bán cho anh em thôi nè, là nó nha anh em. Đây nè, gắn chung với gươm bôi được ha, mình không có bán lẻ nha, mình bán cho cục khi bãi mình lụm mấy cán đẹp đẹp về mình gắn mình bán cho anh em thôi. 400 ngàn, bằng một cái lưỡi gươm bôi mới á, lưỡi gươm bôi mới nó mắc lắm, cán anh em thấy xuất sắc luôn đó. 400 cộng thêm cái lưỡi nữa ha, hợp lý thì đến với nhau nha anh em. Mã số 50 51 400, 2 tấc 4, lưỡi zin bén ngót ngọt ngọt luôn. Đây, gươm bôi 2 tấc 4, lưỡi thì khỏi chê luôn nha anh em, bén ngót, bén nha, không bén thì anh em về chọi vô mặt mình ha. Đây đen, có đen thôi, cán đẹp luôn. Mình khi nói thẳng đôi khi nó mít lòng nha anh em, nói trước đi, để thì khi để cái chuyện phía sau hậu bán hàng thì nói trước đi, thẳng không thắng thì nó không được vừa lòng xuống người. Đánh mình mỗi người mỗi tánh, không ai giống ai được đâu. Mình bị đen nhẹ tí xíu như này đó, 400 ngàn rất xứng đáng nha. 400, mã số 51 400 52, bán mấy cái eto nha anh em, 52 500, một cái eto này như chưa sử dụng 70 nha, 70 tới 72 nè. Mình chỉ cần coi trên cái ngàm trên thôi ha, cái này mình chưa vệ sinh luôn nha, cái này của 75 mình đo còn có 72 nè, cái này có lút kia như vậy. Cái này chết rồi, bị lỗi, mất đi cái phe chặn, sơ ý quá ha.
rất là mất cái phe trận rồi anh em, để mình kiếm cái phe mình bán sao bỏ được kia anh em thấy không, khi mà lại mua tiền tâm về mới thấy nó mất phe thôi chứ làm gì có ở đó mà coi kiểm tra từng món được, nó bị lỗi gì đâu bán anh em được, phải kiếm cái phe vô. Nói chung là kiếm cái phe nó cũng không có khó gì. Mã số 53 53 là 600, 54 cũng 600 đó, một cái eto kẹp gỗ và một cái eto có mặt đe trên. Eto kẹp gỗ này là nó mặt nó là khoảng một tấc đó, một tấc ha. Để anh em thấy không, nó gắn hai miếng gỗ để cho dù anh em kẹp đồ nó dùng mấy cái đồ nào để cho dù cái ngàm nào thường eto ngàm sắt đó thì anh em kẹp nó sẽ bị cắn này nọ ha, còn mình kẹp mấy cái đồ mà để tránh cắn mớp này nọ đó anh em dùng này kẹp gỗ, cái này là kẹp gỗ có mặt đây có cái đe đó nè, rất là mới luôn. Nè, kẹp gỗ này để mình cưa nè, đó, nó hướng dẫn nè. 600.000 nha. Mã số 53. Cái tô này cũng dạng ít gặp nha. Cũng dạng hàng ít gặp. 600. Cái này là anh em kẹp để với cái bàn. Cho mình kẹp gỗ. Ăn nè. Kẹp vô đây. Cưa ha. 53.600. 54.600. Hàng độc không nha anh em, đồ đẹp đẹp như thế này là rất là đáng nha, hàng mới thì mà anh em không có thể nào mà mua được với giá này. Cái tô kia anh em thấy là nó mất cái phe nha này nè, mình chưa vệ sinh nè, nè mất cái phe chặn nha này nè, em đang thấy cái phe nè, đen đen này đó, cái này thì nó còn này nó dùng nó giữ cái mặt này để nó quay là nó ra thôi chứ không phải nó lỗi gì hết, nó mất cái đó thôi. 50 x 95 gì đây, 27 x 55 nhân cũng ha. Anh em nhìn trên đây thôi. Cái tô này nhìn rất là ngầu nha anh em, 600.000. Cái này có sử dụng nước nha anh em, nó bị ấy cái phần trên thôi ha. Cái phần ở giữa nó cả phần rồi nha anh em, khỏi lo mà kẹp ha. Tờ tiền anh em bỏ vô như vậy khích bình thường ha. Khoảng 95 anh em. 95. 50. Đó. 50 đúng rồi. Dịch đó, 50 nhân 95 này nè. Có số nè. Còn ba số này cái gì nữa không biết. Đó. Khá là đẹp nha, be nè. 600.000. Chuyển khoản mới được miễn phí ship nha. Quên mình nói mã, anh em chú ý cái mã nha, 54 55 cái mỏ hàng 150, có hai cái nè, 55 150 30W Make in Japan nha, good Make in Japan, còn khá đẹp, bao sóng hết tất cả, mình không cần phải test nhưng mình bao sóng với nguồn điện 100 con nha. Anh em xài đồ Nhật thì anh em nên biết cái đồ điện của nó nha, điện nó tới cái này có cái à, cái kia nó tới 40-50W nha anh em, bán giá khác mắc hơn tí xíu. 150 một cây duy nhất, 100V 30W. Đồ Nhật thì anh em phải xài 100-110V ha. Mã số 55. 56 là cái cây thước này, 200.000 cái thước. Cái thước 6 tấc nha anh em, mắc nội địa Nhật. Chữ đen. Chứ còn đỡ. Mỏng. Không như mới. Máy in sao băng. Về rửa thêm nha anh em. Có bảng thông số đổi phía sau đầy đủ hết nè. Nó nhẹ như thế này nhưng mà mình phải mua cái ống nhựa mình bỏ vô nha anh em, cho nên những cái đơn hàng này nó phí ship CD nó khoảng 30,000 nha. Bình thường vậy nó khoảng 20,000 thôi. Cho nên mình mua cái ống để cho an toàn nó tay anh em thôi, chứ còn dạng thép này nó vận chuyển nó bẻ làm công cái là mình không thể nào mình sửa nó lại được, ngay thẳng nó như được ha. Cho nên mình phải tốn tiền mình mua thêm một cái ống nhựa nữa. 200.000 mã số 56. 56 nha, 200. 57 400.000 một cây duy nhất, 457 một cây thước xin qua 1m. Cây này còn khoảng 80% mới nha. Dính dơ nha anh em, chứ không phải nó sẽ có xét thì vẫn có, nhưng mà bị nhẹ nè, mình cũng lau sơ thôi anh em, về lau phim. 1m ha.
Tuy nhiên anh em thấy nó nè, anh em qua camera anh thấy kiểu sự xây xước này là phải có nha. Nó nằm tầng trụ như thế này với da chạm với mấy cái đầu sắt thép ở ngoài bãi thì đương nhiên phải có nè. Số chung rõ đẹp, một cây duy nhất à. Cũng y như vậy, mình sẽ mua một cái ống nhựa mình sẽ lồng vô để tới tay anh em cho nó an toàn ha. Đó, 57 là 400 ngàn. Đây cái ly vải cái cũ. Uống nãy quay một từ đầu clip tới giờ hơn tiếng hồ anh em ha. Anh em đi ra tiệm cà phê uống cái ly miệng á, bao lâu nó hết đá anh em biết ha. Là từ trưa giờ luôn á. Ly cũ thôi nha anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em mua ha, mình không có giới thiệu nhiều nữa. Rất nhiều nơi bán và giá cả thì không có sự chênh lệch nhiều đâu. Anh em thích ủng hộ mình thì ủng hộ ha. Còn mình có vấn đề mà kì kèo trả giá như mua rau là mình không bán nha. Mua số lượng mình chấp nhận với cái mức giá thương lượng ha. Còn mua dăm ba cái chị, mua dăm ba cái mà bớt nữa trả giá kì kèo nó mình không thích nha nè. Hẳn là mình đồng lời nó rất là thấp, giá tương đối rồi, cho nên anh em được giá mức giá mà đưa ra anh em mua giùm ha. Ly thì nếu trong 390 ngàn một sáu cái, chục cái thì 650, giá y như cũ như kỹ ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này, ai cần món nào thì hãy xem kỹ món đó và lựa chọn hình thức mua hàng ha. Số điện thoại mình sẽ ghi trên màn hình đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn tất cả mọi người.